sống cả trăm năm giữa thế gian, không tu thiền định ác tuệ càng, chẳng bằng một ngày thường tinh tiến. Chú thiền tuệ sinh tâm trí an. Thuở ấy có tỳ kheo Khuôn Đà Na, sau khi được Đức Phật chỉ dạy cách thiền quán, thầy ấy đi vào rừng già tu tập thiền định và chẳng bao lâu chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Bấy giờ tôn giả Khuôn Đà Na quay về tịnh xá kỷ viên để đỉnh lễ Đức Phật. Trên đường về, trời tối nên tôn giả dừng lại ngồi nghỉ trên một tảng đá và tâm trí liền đi vào thiền định. Đúng lúc ấy, có một bọn cướp sau khi vừa đánh phá ngôi làng bên cạnh kéo nhau vào khu rừng tạm nghỉ. Chúng đem các bao đựng đồ vật cướp được đặt lên đầu, lên vai của tôn giả vì tưởng đó là một gốc cây khô. Sáng ra, nhìn thấy tôn giả còn đang an trú trong thiền định, chúng nghĩ đó là một vị thần hiện đến bắt chúng. Thế là vì quá đỗi sợ hãi, cả bọn bỏ chạy tán loạn. Tôn giả Khuôn Đà Na thấy vậy, gọi toán cướp lại và cho biết mình là người tu hành, chẳng làm hại ai cả. Tôn giả lại giảng cho họ nghe về chính pháp. Bọn cướp cảm phục, nguyện từ đấy bỏ đi cái nghề hung ác này và xin được theo tôn giả xuất gia tu hành. Bấy giờ cả đoàn lên đường hướng về tịnh xá kỳ viên tiến bước. Đến tịnh xá kỳ viên, sau khi được nghe tôn giả thưa trình lại sự việc trong rừng, Đức Phật ngợi khen các tỳ kheo mới biết ăn năn hối lỗi mà cải tà quy chính. Ngài nói: Này các tỳ kheo, sống suốt trong cả năm trong sự mê mờ và hành động điên cuồng bạo ác như trước kia, đó là cuộc sống vô nghĩa, thực không có chút ích lợi gì. Này các vị đã thấy được chân lý, biết được chính pháp, trở thành người hiền trí sáng suốt, sống một ngày như thế mới thật đáng là sống vậy. Rồi Đức Phật liền nói lên bài kệ sau đây: Sống cả trăm năm giữa thế gian, không tu thiền định ác tuệ càng, chẳng bằng một ngày thường tinh tiến. Chú thiền tuệ sinh tâm trí an.